giảng giúp cô. Cô cho bạn ấy lên chợ giảng, chuẩn bị học liệu, quét nhà, làm văn phòng. Và sau một thời gian, cô đưa bạn ấy lên trên chùa cùng với những chuyên đề và được gặp thầy. Thầy sư trụ trì ở trên đó, các bạn biết bây giờ bạn ấy trở thành người như thế nào? Không phải trở thành sư. Bạn ấy năm nay đã học lớp 9 rồi. Bạn ấy năm nay học lớp 9. Và mỗi khi gặp lại cô, bạn ấy đều nói rằng: em cảm ơn cô, có lẽ cái thời gian mà em lấy, có lẽ là thời gian em lấy laptop của mọi người, nếu cô không bao dung và giúp em thì có lẽ là em đã bỏ học. Bởi vì ở trên trường, trên lớp các bạn không chơi với em và em suốt ngày là rất là áp lực. Đó cũng là một câu chuyện trong kỷ niệm của cô. Và các bạn biết rằng có rất nhiều những nhân vật ngoài kia. Ở tuổi dậy thì của các bạn, tâm sinh lý thay đổi, thích chứng tỏ bản thân mình và nghe lời bạn bè hơn nghe lời thầy cô và cha mẹ. Cô biết rằng là, và đây là một câu chuyện rất rất thật của cô này các bạn. Cách đây 15 năm, tại thời điểm cô học lớp 9, một người bạn cá biệt ở trong lớp của cô, bạn ý không thích một người thầy dạy tiếng Anh. Bởi vì người thầy dạy tiếng Anh này hay mắng bạn ý không làm bài tập về nhà và thầy mắng bạn ý. Có một lần, trong lúc mà bạn ấy quá tức giận, khi trở về, bạn ấy rủ thêm một người bạn nữa gần nhà mình và đứng chặn thầy ở tại sân vận động. Sau đó đánh thầy. Các bạn biết rằng, một thời gian sau thì câu chuyện mới vỡ lở, bởi vì người thầy này không muốn làm lộ chuyện này ra ngoài. Và các bạn biết, sau khi gặp lại thầy, thầy nói: cho đến thời điểm này, thầy gần 30 năm ngồi trên ghế nhà trường, và cái cảm xúc, cái khoảnh khắc mà người bạn đó đánh thầy bởi vì thầy nhắc nhở bạn ý, thầy mắng bạn ý không làm bài tập mà. Đó là một khoảnh khắc thầy rất tổn thương, thầy rất đau các bạn ạ. Và khi đứng trên bục giảng, thầy không còn tự tin khi nhìn bất kỳ một đứa học sinh của mình nữa. Và cái thời điểm đó, cô cùng với những người bạn của cô cùng lớp với bạn ý quay trở lại xin lỗi người thầy của mình. Vừa rồi các cô tổ chức hội trường 15 năm trở về thăm thầy cô. Chính bạn ý, người năm xưa đã đánh thầy, quỳ xuống xin lỗi thầy của mình. Các bạn ạ, dù có thể rất lâu chúng ta mới được thăm lại thầy cô giáo cũ, nhưng một lần gặp lại còn hơn ngàn lần chúng ta nhắn tin hỏi thăm hay là thăm hỏi người thầy của mình. Bởi vì người thầy của chúng ta nhìn sự trưởng thành của chúng ta, nhìn sự lễ phép của chúng ta, và chúng ta trưởng thành ngoài kia, trở thành những người được xã hội tôn trọng, đó chính là niềm tự hào, đó là vinh dự mà mỗi một người thầy đang giảng dạy tại nhà trường này đã ngày ngày nhìn các bạn trưởng thành lớn lên để có thêm động lực trong nghề nghiệp. Các thầy, các cô, các bạn biết phải soạn giáo án đến mấy giờ? Đến 1 giờ sáng, đến 2 giờ sáng, thậm chí có những đợt thanh tra, kiểm tra, thầy cô thức xuyên đêm. Tuổi trẻ của thầy cô gắn liền với các bạn, sức khỏe của thầy cô cũng gắn liền với các bạn. Nhưng bây giờ chúng ta biết điều gì xảy ra. Rất nhiều các em học sinh, chúng ta đến tuổi dậy thì này, chúng ta ngông cuồng, chúng ta thể hiện cái tôi của mình, nghe lời bạn bè mình, thậm chí chơi với những người bạn xấu, chơi game và không tập trung học tập. Nhưng thầy cô, mong muốn của thầy cô là các bạn sẽ trưởng thành, học giỏi, chăm ngoan, sau này các bạn thi đỗ được vào trường chuyên Hoàng Văn Thụ, hay các bạn trưởng thành, các bạn là sinh viên đại học. Đó là niềm tự hào của thầy cô, cũng là điều tuyệt vời dành cho các bạn. Nhưng các bạn chưa hiểu. Và khi các bạn bị thầy cô mắng vì chúng ta chưa làm bài tập, chúng ta vội vàng làm sao? Thể hiện sự thiếu tôn trọng với thầy cô của mình. Các bạn biết, một khoảnh khắc như thế thôi, chỉ một khoảnh khắc chúng ta thể hiện sự thiếu tôn trọng, thiếu lễ phép với thầy cô, hoặc một thái độ nào đó làm tổn thương thầy cô của mình, thì điều đó nó day dứt trong tâm can của thầy cô rất lâu các em ạ. Và ngay tại khoảnh khắc đấy thôi, cái cảm xúc để thầy cô có thể truyền cảm hứng cho các bạn nó tụt đi rất nhiều. Ngồi tại đây, bây giờ chúng ta nói chuyện với nhau, đã bao nhiêu lần chúng ta làm cho thầy cô của mình tự hào, bao nhiêu lần chúng ta làm cho thầy cô của chúng ta buồn phiền vì chính mình. Nhưng tặng các em một câu: mắc lỗi là con người và sửa lỗi là thánh nhân. Trong độ tuổi này, các em có quyền, các em được sai lầm. Các em có thể vì một chút
chúng ta vui chơi quá đà, chúng ta quên đi việc học tập của mình. Nhưng ngày hôm sau bước đến lớp, chúng ta nhận sai và chúng ta thay đổi hành vi của mình, thì thầy cô vẫn luôn bao dung cho tất cả chúng ta các bạn ạ. Bao nhiêu trong số các bạn ở đây, mình vẫn luôn tự dặn lòng mình rằng ngày ngày mình đến trường, mình học bài, mình lắng nghe lời thầy cô giáo. Bao nhiêu trong số các bạn ở đây có thể giơ tay cho cô biết được không? Vậy cô hỏi tiếp các bạn này, bao nhiêu trong số các bạn đã từng một lần nào làm cho thầy cô của mình buồn phiền hay không? Ở đây chúng ta chia sẻ thôi, cô không có đánh giá gì các bạn cả. Bởi vì bản thân cô ngày xưa cũng đã từng có những lỗi lầm, có nói chuyện trong lớp, có vui chơi quá, làm cho cô giáo không được vui. Các bạn biết trò chơi cờ caro không? Có đúng nào, mình rất là thích chơi. Và cô cũng đã từng chơi cờ caro và cô giáo mời cô ra ngoài cửa lớp để đứng. Bây giờ mình gặp lại cô mình thấy xấu hổ lắm. Mình gặp lại cô mình chỉ muốn rằng ngày xưa vì em mà cô không muốn dạy lớp nữa. Đó, một lần mình cực kỳ hối hận các bạn ạ. Nhưng không sao cả, mắc lỗi là con người, sửa lỗi là thánh nhân. Tất cả chúng ta, quan trọng là chúng ta nhìn ra rằng mình đã chưa học tốt thì mình sẽ tập trung học tập tốt hơn. Để thầy cô mong muốn tất cả chúng ta lễ phép trong giao tiếp, chúng ta chăm ngoan học tập, chúng ta bằng bạn bè, chúng ta giỏi giang, chúng ta sẽ làm rạng danh không chỉ gia đình mình mà làm rạng danh ngôi trường của chúng ta. Và sau này chúng ta sẽ trở thành một người được xã hội tôn trọng. Có một cầu thang nói với bức tượng rằng Tại sao tôi và anh cùng là một tảng đá, tôi và anh cùng sinh ra trong một cánh rừng, nhưng bây giờ người ta lại dâng hoa dâng quả, người ta rất trọng vọng anh, nhưng tôi thì người ta đạp lên mặt tôi để người ta bước đi. Bức tượng trả lời rằng ngày xưa khi tôi và anh cùng là một tảng đá thì người ta, những người thợ mang đục mang đẽo đến để đẽo cơ thể của anh và tôi, vì anh quá đau đớn nên đẩy những người thợ đó ra xa và chấp nhận mình chỉ là một tảng đá. Còn tôi đã chấp nhận những khó khăn, những gian khổ của cuộc đời. Người ta đục đẽo tôi rất đau đớn một thời gian dài, tôi mới có thể trở thành bức tượng như ngày hôm nay, được mọi người tôn trọng, kính yêu và mang hương hoa, mang quả đến lễ. Bao nhiêu trong số các em ngồi đây, chúng ta mong muốn trở thành một nhân vật giống như bức tượng trong tương lai, xin mời giơ tay. Vâng, cảm ơn các em, chúng ta có 90% đúng nào. Các bạn có mong muốn trở thành những người giống như cầu thang trong tương lai không? Không đúng không? Nhân vật bức tượng đại diện cho những người chúng ta có ích cho xã hội. Chúng ta mang những giá trị con người của mình, năng lực của mình để mình cống hiến trong công việc, đúng không nào? Mình được tôn trọng. Vậy thì để làm được điều đó giống như bức tượng, chúng ta cần phải làm gì? Học. Chịu đựng gian khổ khó khăn thì sau này chúng ta mới thành tài, đúng không các bạn? Rồi, cảm ơn tất cả các em. Và nội dung đầu tiên cô chia sẻ với mong muốn rằng